Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các nghệ nhân của đoàn huyện Bắc Mê, xin được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan. Chúc liên hoan dân ca dân vũ và nhạc cụ dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2021 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, liên hoan dân ca dân vũ và nhạc cụ dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2021 với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước và con người Hà Giang trong lao động, sản xuất và sinh hoạt, phản ánh khát vọng của con người về cuộc sống ấm no hạnh phúc qua những làn điệu dân ca, điệu múa dân gian, nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần duy trì, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Liên hoan dân ca dân vũ và nhạc cụ dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2021, đoàn huyện Bắc Mê gồm các tiết mục: nhạc cụ khèn mông, mùa hoa đào nở, tác giả, nghệ nhân cử nhiều phứ, biểu diễn cử nhiều phứ và các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Phiêng Luông. Tiết mục dân ca dân tộc Giao, nhờ ơn Đảng, Bác Hồ và Nhà nước, tác giả và biểu diễn Triệu Mùi Líu. Tiết mục hát then Bắc Mê ơn Đảng, tác giả Hoàng Đức Thăng, biểu diễn nghệ nhân Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Thị Yến, Phạm Huyền Linh và các em học sinh trường Trung học cơ sở Yên Phú. Tiết mục dân vũ múa sạp, biểu diễn các nghệ nhân thôn Phia Dầu, xã Yên Định. Tiết mục hát giao duyên dân tộc Pu Péo, làm nương rẫy, tình yêu đôi lứa, tác giả Tráng Mìn Lùng, biểu diễn Tráng Mìn Lùng và các nghệ nhân thôn Tiến Xuân, xã Yên Cường. Trích đoạn dân vũ trong lễ hội cầu mùa dân tộc Giao, biểu diễn Triệu Trùng Sai và các nghệ nhân. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan cùng thưởng thức. Thank you.
này ra nước dĩa. Được thì thôi, thì sau này mình ra mình
sẽ truyền lại cho các con cháu thế hệ sau. Tôn quê ơi, dầu à, dầu à, xiên chào à, phui ơi. Tiệm nhà nhún chỗ chun sáng bé na ô chi về nhắm chỗ hay tiêu à in họ à dài ô chia số câu mưa đoạn lấy phiêu khảo mai à bé hồ à đặng lấy quá ngơi chính tài văn hóa giáo nhân màn quá chàng à ơ phải tài bánh tiêm mà ơ hãy nhận à phiêu tu ế khu à mình xin thiên địa à ơ tu ở nà lọ ơi chính tài gần hai vé cho é chiều tình trái mùi à yêu nhà nà rồi tông lâu ơi tu hiu hạt tiêu rồi choáng ơ phiêu dẫm chỗ hai tiêu à tu bay hiu ơi lún khâu khoai tài chú chú ý ơi nhà nô mưa đang
nên ra ba nên trình vai em đi chứ piang đi vai lâu vai lâu nèo chứ piang ni tao ơ khăm khe tao linh hiệng dơ khứa cơ ni thang cho như chữ piang nghỉ vai lâu vai lâu nèo chim tiêu ni quang ơ khăm ba cà thâu toại ơ quắc cân ni lệ ơ mẹ lùi quắc tu cân lệ nên dạ và nên trình vai vác ni lu lau vai vác lu giờ cả lang ni luộc tặng vần luộc vai piang pơ ni lâm mơ thâu tao chấp cho dư chữ piang nì vai lâu vai lâu neo chim tu ni qua ngơ cây tao linh hương dư khứa cơ nì lang nín nân nín xiang tạo vác ni nè ơ thâu tao vác nè dơ chỗ sau nì giác ơ tăng vần giác sau piang pơ ni lâm ơ thâu vai chắp cho dơ chữ piang nị tao lâu tao lâu neo chim tu ni quang ơ khăm pắc thâu vai dơ vắng cân nị lê mẹ lùi vác tu cần lên ý hê ơ phó tu quy hình nhớ nắm giác nì sau mẹ rồi lại phong phong bang ni niang ơ mẫn tiêu ngô tổng miệng dơ bác liên nị bông cà rù phao phao liên bông nị khói ơ dơ cung dung eo béo dơ và pin pa ni luông
mẹ lui muôn liang bà lương ni theo ta khuy thế bông giờ vai khuy ni luông à ta khuy thế bông dính khăn ni khu ơ vai khuy à ba lương giờ yến khăn ni ông à đào khuy thế phong sẽ dừa ni vai ơ ni vai khuy à ba lương giờ sẽ sắp ni đào sẽ lâu sắp bao quỷ mong ni khai ơ sẽ lâu bỏ quyền giờ giá quý ni khai mẹ lùi quân ấy đào thăm ni vai ơ giờ vai biếng hình giờ khắm thô ni hình vạc cần vạc lệ tệ xe ni tê ơ ye tê vạc chú yơ thiang tông ni phong mà đào ăn ngon mẹ vài ăn ni ngon ơ mà xe đâu ăn ngon nhớ sẵn phiên ni mơn và cái lâm phiên chỉ và bè và cái thẩm tao cái lâm phiên tao chỉ tao tiêu tiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.